NATO thảo luận khả năng hạ tên lửa Nga gần biên giới liên minh. Quan chức Ba Lan nói NATO đang xem xét cách đối phó sự cố tên lửa Nga xâm nhập không phận, trong đó có hạ quả đạn bay quá gần biên giới. Ba Lan ngày 24 tháng 3 cho biết một tên lửa hành trình của Nga vượt qua biên giới, bay trong không phận nước này trong 39 giây trước khi quay lại Ukraine để tấn công mục tiêu. Quả đạn đi sâu vào lãnh thổ Ba Lan khoảng 2 km. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andrei Shejna ngày 26 tháng 3 cho biết NATO đang phân tích nhiều khái niệm khác nhau để ứng phó với các sự cố tương tự, trong đó có bắn hạ những quả tên lửa như vậy khi chúng bay rất gần biên giới NATO. Trong trường hợp này, tên lửa của NATO sẽ bắn hạ quả đạn của Nga bên ngoài lãnh thổ của Liên minh, ông Shejna nói. Tuy nhiên, điều này cần sự đồng ý của phía Ukraine và có tính đến những hệ quả quốc tế liên quan. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosiniak-Kamysz cho biết nước này đã kích hoạt tất cả các hệ thống phòng không trong vụ tên lửa Nga xâm nhập, sẵn sàng bắn hạ quả đạn nếu có dấu hiệu nó hướng tới mục tiêu trên lãnh thổ Ba Lan. Marvin Vronsky, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan, ngày 25 tháng 3 nói với đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreev không tới cơ quan này để giải thích sự cố tên lửa xâm nhập. Phát ngôn viên Vronsky cho biết Ba Lan sẽ gửi công hàm yêu cầu Nga giải thích sự cố theo một cách khác, song không nêu thêm chi tiết. Ba Lan sau đó thông báo Ngoại trưởng Radoslav Sikorsky đã thảo luận với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về sự cố. Một quan chức NATO cho biết ông Stoltenberg nhắc lại rằng liên minh đã tăng cường đáng kể trạng thái cảnh giác và tư thế ở sườn phía đông, trong đó có ở Ba Lan. Một sự cố tương tự xảy ra vào cuối tháng 12 năm 2023 khi tên lửa Nga bay vào sâu 40 km, di chuyển trong không phận Ba Lan trong khoảng 3 phút rồi sau đó quay lại Ukraine. Ba Lan khi đó điều động lực lượng, trong đó có tiêm kích để đánh chặn và bắn hạ tên lửa Nga nếu cần. Tuy nhiên đường bay và thời gian di chuyển của tên lửa khiến họ không làm được điều này. Vào tháng 11 năm 2022, một tên lửa phòng không Ukraine rơi xuống làng Pravodo của Ba Lan khiến 2 người thiệt mạng. Trước khi tên lửa này được xác định là của Ukraine, nhiều người lo ngại rằng xung đột sẽ leo thang giữa NATO với Nga nếu liên minh kích hoạt điều khoản phòng thủ chung. Ukraine bế tắc với bài toán tuyển quân. Quân đội Ukraine đang rất cần nhân lực để ngăn chặn đà tiến của Nga. Song, những tính toán chính trị đang khiến điều này trở nên khó khăn. Dự luật do chính phủ Ukraine đề xuất nhằm nới rộng tương đối thực hiện nghĩa vụ quân sự đang bị mắc kẹt tại Quốc hội Ukraine sau nhiều tháng tranh luận. Những thay đổi được đưa ra trong dự luật khá dè dặt. Độ tuổi nhập ngũ sẽ giảm từ 27 xuống 25. Binh sĩ được xuất ngũ sau 3 năm phục vụ và những nam giới trốn tránh nghĩa vụ sẽ phải chịu trừng phạt. Tuy nhiên, Quốc hội Ukraine trước tâm lý uể oải và mệt mỏi của công chúng sau hơn 2 năm chiến sự đang phân vân trước những điều chỉnh nhỏ như vậy. Chúng tôi đang đấu tranh để hạ độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự xuống 25. Đây là một quyết định không được dư luận ủng hộ, nhưng chúng ta cần tăng số lượng người có thể huy động nhập ngũ, Fedi Venilavsky, nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky nói. Bên cạnh tình trạng thiếu đạn dược, thiếu binh sĩ được cho là thách thức lớn nhất với Ukraine trong năm nay, khi các chỉ huy quân sự đều nhấn mạnh rằng mục tiêu của họ hiện tại chỉ là giữ vững phòng tuyến và xây dựng lại lực lượng. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga với số dân đông gấp 3 lần đã triển khai hàng nghìn binh sĩ mỗi tuần cho các cuộc tấn công và có thể bổ sung khoảng 30.000 tân binh mỗi tháng. Đại đa số người dân Ukraine ủng hộ chính phủ tiếp tục nỗ lực đối đầu với Nga, nhưng theo giới quan sát, thất bại trong chiến dịch phản công lớn vào năm ngoái và thương vong của hàng chục nghìn binh sĩ đã làm lung lay niềm tin rằng họ có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ Nga đang kiểm soát, đồng thời khiến Kiev cạn kiệt nhân lực. Giai đoạn đầu của xung đột, khi tinh thần chiến đấu còn cao, Ukraine đã chứng kiến hàng trăm nghìn tình nguyện viên tràn vào các văn phòng tuyển dụng để đăng ký tạm quân. Làn sóng này giờ đây không còn nữa, và Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận đã đến lúc phải cho những người lính chiến đấu suốt 2 năm qua nghỉ ngơi. Theo ước tính từ Tổng thống Zelensky, lực lượng vũ trang Ukraine có gần 600.000 lính, hầu hết đều thực hiện vai trò nào đó ngoài mặt trận. Đàn ông trong độ tuổi từ 18 đến 60 đều đã bị cấm rời khỏi đất nước kể từ khi xung đột nổ ra. Nhưng theo luật hiện hành, chỉ những người từ 27 tuổi trở lên mới đáp ứng được điều kiện tham gia quân dịch, khiến nhiều thanh niên trong nước được miễn trừ. Mùa hè năm ngoái, Zelensky đã sa thải tất cả những người đứng đầu bộ phận tuyển quân cấp tỉnh sau loạt bê bối tham nhũng. Trước tình trạng hàng trăm nghìn nam giới tiếp tục trốn đăng ký nhập ngũ, lực lượng tuyển quân tăng cường thiết lập trạm kiểm soát trên đường phố và bắt những nam giới trong độ tuổi chiến đấu đưa đến chiến hào ở miền đông. Một số người có nói họ bị giam nhiều ngày tại trạm tuyển quân cho đến khi đồng ý ký giấy nhập ngũ. Tuy nhiên, hàng trăm nghìn nam giới vẫn cố gắng tránh xa phòng tuyển quân địa phương. Hàng loạt video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh những nam thanh niên chạy trốn sĩ quan tuyển quân ở các thành phố trên khắp đất nước. Tôi không cảm thấy mình giống một kẻ trốn quân dịch, Oleg Shinechenko, 24 tuổi nói. Tôi không nhận được bất cứ cuộc gọi nào. Phần lớn người dân cả nước đều đang ngồi nhà và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mọi thành phần trong xã hội Ukraine đều đang kêu gọi quốc hội miễn trừ cho họ theo luật mới. Các doanh nghiệp đề xuất nộp thuế để lao động của họ không phải ra chiến trường. Sinh viên nói rằng họ nên được phép hoàn thành chương trình học trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, tình trạng giảm tỷ lệ sinh đồng nghĩa với việc dân số Ukraine ở độ tuổi 20 ít hơn so với các thế hệ trước.
Tôi hiểu rằng đất nước đang xảy ra xung đột và chúng ta cần người, nhưng tôi là một người mẹ và tôi không muốn con trai mình tham chiến. Christina Molichuk, 47 tuổi, có con trai 23 tuổi cho ai. Nó sẽ tiếp tục học đại học, điều này sẽ giúp cho nó được miễn trừ. Các quan chức ở Mỹ, nơi gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, đã bị đình trệ suốt nhiều tháng qua tại Quốc hội, cũng đang tranh cãi về tuổi nghĩa vụ quân sự cao bất thường ở Ukraine. Độ tuổi nhập ngũ ở Mỹ và nhiều nước phương Tây khác là 18. Tháng 5 năm ngoái, Quốc hội Ukraine từng thông qua một dự luật hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 25, nhưng Tổng thống Zelensky không ký thông qua. Vào thời điểm Ukraine đang hừng hực khí thế chuẩn bị mở chiến dịch phản công quy mô lớn, ông Zelensky nói rằng ông cần các lãnh đạo chính phủ và quân đội đưa ra một kế hoạch tác chiến toàn diện hơn trước khi tuyển thêm quân. Ông Roman Kostenko, thành viên Quốc hội đảng đối lập Holos, ông đã bỏ phiếu cho dự luật. Nhưng những tranh cãi chính trị liên quan đến việc giảm tuổi nghĩa vụ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đến tháng 12 năm ngoái, khi chiến dịch phản công thất bại và nhu cầu về nhân lực tăng cao, Quốc hội Ukraine lại xem xét dự luật mới nhằm điều chỉnh lại chế độ nghĩa vụ. Nhưng dự luật này sau đó bị rút lại vì dư luận phản đối. Nếu tôi đứng giữa Quốc hội và tuyên bố hãy hạ độ tuổi xuống 21, nó sẽ bị từ chối ngay lập tức, Kostenko nói. Đây là một quyết định không được lòng dân. Nhưng nhiệm vụ của Tổng thống là phải chấp nhận đưa ra những quyết định không được lòng dân trong thời chiến. Bạn không thể đá quả bóng trách nhiệm cho người khác. Tổng thống Zelensky tháng 12 năm ngoái cho hay ông có thể sẽ ủng hộ quyết định hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự xuống 25. Thêm rằng ông đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị một kế hoạch huy động quân. Đây sẽ là vấn đề rất nhạy cảm bởi tuyển thêm 500.000 quân như quân đội yêu cầu sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ, lãnh đạo Ukraine nói. Từ đó đến nay, Tổng thống Ukraine không đưa ra bình luận nào về dự luật nữa, trong khi nó vẫn mắc kẹt lại tại Quốc hội. Trong lúc các nghị sĩ tranh luận về những sửa đổi trong quy định tuyển quân, binh lính và gia đình họ vẫn đang nỗ lực phản đối. Theo Tổng thống Zelensky, khoảng 31.000 binh sĩ đã thiệt mạng trên chiến trường. Nhưng các nhà phân tích quân sự ước tính con số này còn cao hơn nhiều. Hàng chục nghìn quân bị thương, nhiều người không còn khả năng chiến đấu. Những người còn lại kiệt sức và thiếu đạn dược nghiêm trọng. Olha Danishenko đã tham gia tổ chức các cuộc biểu tình ở Kiev nhằm yêu cầu những người đàn ông như chồng cô được nghỉ ngơi. Chồng Danishenko tình nguyện nhập ngũ khi xung đột mới nổ ra và đã ở mặt trận 2 năm. Cô cho biết trong thời gian đó, anh chỉ được phép nghỉ 20 ngày. Chính quyền đã hy sinh những người chồng của chúng tôi, đã lãng quên họ. Đây là một gánh nặng rất lớn và nó cần được phân bổ đồng đều, không nên dồn hết vai vào những người đồng ý bảo vệ đất nước, Danishenko, 35 tuổi nói. Những quân nhân chuyên nghiệp Ukraine cho biết họ đặc biệt cần nam thanh niên vì nhiều người trong số họ đều đã ở độ tuổi trung niên và không còn dẻo dai như trước. Bạn không thể chiến đấu bằng một lực lượng già cỗi. Ilo Belarus, 31 tuổi, đã phục vụ trong quân đội 12 năm. Anh cho biết hiện tại nhiều đồng đội của anh đã ngoài 40 tuổi và cần thêm nhiều thời gian hồi sức sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ. Mọi người cần chấp nhận rằng đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Những người tình nguyện nhập ngũ không phải là vô tận, Belarus nhấn mạnh. Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo hai sắc lệnh. Theo đó, thư ký Hội đồng An ninh của Ukraine, ông Oleksiy Danilov, đã bị cách chức và người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại, ông Oleksandr Litvinenko, đã được bổ nhiệm thay thế ông Danilov. Ông Ole Ivachenko sẽ làm giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine. Hiện chưa rõ lý do dẫn đến quyết định thay đổi nhân sự chủ chốt nêu trên. Ông Danilov đã nắm giữ chức vụ này từ tháng 10 năm 2013, vài tháng sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nhậm chức. Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine có vai trò điều phối về các vấn đề an ninh và quốc phòng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống. Cơ quan này gồm các lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực chính trị, an ninh và quốc phòng. Ông Zelensky đã liên tục thay thế các quan chức cấp cao về an ninh và quốc phòng kể từ khi bùng phát xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022.